Chụp cảnh với Việt xin chào các bạn nhé. Các bạn đang nhìn thấy đây là một chú họa mi thuần rất là đẹp đấy. Nó tầm khoảng 2 mùa rưỡi trở lên rồi. Mới lấy của dân bản về thôi. Hót rất là tốt, bóng bộ đẹp. Chưa tắm táp gì mình mới treo lên đây. Các bạn thấy đấy, rất là đẹp. Thì bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Đất Việt nhé. Theo số điện thoại 0944114410. Mình là 274 Định Công Hoàng Mai Hà Nội và có ship hàng toàn quốc đấy. Các bạn hãy đăng ký thành viên miễn phí kênh YouTube của Chim Cảnh Đất Việt để cập nhật nhiều nhất các thông tin về chim họa mi nhé. Hoặc là like fanpage Chim Cảnh Đất Việt và chimcanhdatviet.com nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào tất cả các bạn.